ba mẹo nhỏ giúp tủ lạnh luôn thơm dù không thường xuyên lau dọn. Thường xuyên lau dọn tủ lạnh sẽ giúp tủ sạch thơm thì ai cũng biết. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng rảnh hoặc siêng năng để bắt đầu dọn dẹp. Nếu bạn vẫn hay nhét mọi món đồ ăn vào ngăn mát tủ lạnh mà vẫn muốn tủ lạnh có mùi thơm. Vậy hãy thử thêm vào một trong ba thứ dưới đây, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1. Vỏ cam, quýt Sau khi bóc vỏ cam, quýt, bạn có thể rửa qua với nước, lau khô rồi để vào một góc trong ngăn mát tủ lạnh. Vỏ cam quýt có nhiều tinh dầu, có tác dụng đánh bay mùi do các loại đồ ăn, rau củ gây ra. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để vỏ cam quýt quá lâu trong tủ lạnh. Chúng chỉ có tác dụng khử mùi trong vòng năm đến 7 ngày thôi. Số 2, bã cà phê. Bạn có thể đựng bã cà phê trong một chiếc cốc hoặc bát nhỏ và để vào một góc trong ngăn mát tủ lạnh. Bã cà phê sẽ hút sạch mùi thức ăn nên tủ lạnh gần như không có mùi khó chịu. Bã cà phê có thể giúp khử mùi tủ lạnh trong vòng 1 đến 2 đến 2 tháng. Số 3, bột baking soda. Tương tự như cách dùng bã cà phê để khử mùi tủ lạnh, bạn chỉ cần đổ bột baking soda vào bát trên cốc và để trong ngăn mát là xong. Bột baking soda vốn không có mùi nhưng lại có khả năng hút mùi cực tốt nên yên tâm không cần hoài nghi về công dụng làm thơm tủ lạnh. Khi thấy cốc bột baking soda trong tủ lạnh không còn tơi, bột bị ẩm. Vậy thì đã đến lúc đổ đi và thay bằng lượng bột baking soda mới. Trên đây là ba mẹo nhỏ giúp tủ lạnh của bạn luôn thơm dù không thường xuyên lau dọn. Chúc bạn thành công!